Rồi, cũng xin chào mấy anh em ha. Thì đây là dây cước Thái ha. Giới thiệu với anh em luôn, dây này nó đang dù. Để mình đang dù dây dù này thì dây dù Thái nha. Mình để mình đang lụp. Ăn mấy cái lụp quất, lụp chích, lụp ấy vậy đó. Là mình sử dụng cái này. Để đang lụp quất, lụp chích, lụp và cu rồi đó anh em ha. Thì còn dây này xài cũng rất là nhiều ha, anh em xài cũng rất là nhiều, anh em nào có nhu cầu làm lụp làm mấy rồi thì ấy ha, thì mua về xài về làm ha. Cái dây dù này nó màu xanh luôn, nó màu xanh luôn chứ không phải nhuộm nha anh em, nó màu xanh tiệp, màu xanh với anh dù anh xài nó tiệp với mấy cái màu mình đi vẫy. Thì nó lại nó ở đây cái này là một cuộn dây mình bán là 60.000 ha, chưa bao gồm tiền vận chuyển anh em, tiền vận chuyển là 26.000. Thì giao hàng toàn quốc, anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ. Thì số điện thoại của mình thì mình sẽ bỏ dưới cái nội dung clip, không phải, mình sẽ bỏ dưới cái tựa đề đó sẽ có số điện thoại của mình. Mình là anh Bảy Thép, chuyên bán phụ kiện cua gáy gà gừng, phụ kiện săn bắt. Thì trước mình có cái kênh nhưng mà bây giờ hiện tại nó đã bị xóa rồi, nên anh em khi thấy được cái kênh này nhớ đăng ký lại giùm hai anh em, nhớ đăng ký lại kênh này. Thì kênh này sẽ lập riêng để mà mua bán, để cho anh em xem, anh em mua bán, để anh em mua cái sản phẩm anh em nhu cầu anh em dùng. Nói chung là cái kênh kia cũng mười mấy 20.000 người theo dõi, nhưng mà nó bị ảnh hưởng cái gì đó mình không ngon ngành lắm, nên nó bây giờ nó bị tắt rồi, nên anh em thông cảm nha. Nói chung là cũng rất là buồn, thời gian qua anh em theo dõi nhiều hàng bên mình bây giờ nó vậy rồi, thành ra anh em cũng thông cảm giùm mình ha, chứ không ai muốn mà xóa cái kênh, hư cái kênh đó uổng quá. Cái kênh đó tại vì mình làm cũng mình bán cũng hầu như hàng anh em đã biết rồi, 5-6 năm nay rồi. Rồi anh em cảm ơn anh em ha, anh em nhớ xem đăng ký kênh giúp mình ha anh em.